chào tất cả các bạn. Mình rất vui hôm nay mình có dịp để nấu ăn cùng với các bạn đây. Hôm nay thì mình nấu cái món canh chua cá ba sa. Thường thì mình nghe nói câu là canh chua cá kho tộ, phải không? Nhưng mà hôm nay mình không có làm cá kho tộ mà mình chỉ có nấu canh chua và mình nấu với lại cá ba sa thôi. Thì cái nguyên liệu mình nấu nó cũng rất là đơn giản, chỉ có giá nè, rồi khoảng 10 trái đậu bắp nè, rồi bạc hà, một trái ớt xanh, hai trái cà chua. Những cái thứ này thì mình bạc hà thì mình gọt vỏ cho sạch, rồi mình rửa. Cà chua thì cũng cắt ra, rồi có đậu bắp cũng cắt khúc, giá thì rửa sạch. Đó, các bạn thấy mình đã rửa xong cái phần rau rồi đó, gồm có bạc hà, cà chua, giá với lại đậu bắp. Nhìn thấy màu xanh, màu đỏ, màu trắng, nhiều màu cho cái nồi canh của mình nó thêm phần sinh động, phải không các bạn? Rồi tiếp theo đây thì canh chua có gì nè. Canh chua thì mình cần phải có cái súp chua. Cái súp này, súp cờ no, là cái bột me để mình nấu canh chua. Rồi ngoài ra mình mua thêm một cái hộp nhỏ của Bảo Long, để là những cái viên để mà mình nêm nếm canh chua. Ngoài ra mình còn có thêm một cái hộp chicken broth để nấu cho cái nước nó ngọt. Đó, thì mọi thứ mình sắp xếp ra đây. Và phần tiếp theo là mình nấu với cá ba sa. Mình mua nguyên một con cá ba sa này là cỡ khoảng 12 đồng. Rất là tươi ngon á các bạn. Mặc dù nó là đông lạnh nhưng mà nó rất là tươi. Đó, các bạn thấy không? Mình rửa sạch, mình cắt khúc ra. Nhìn cái thịt cá này nó rất là tươi, nó không có trắng trắng hoặc nó không có cái màu xỉn xỉn như là cá ương. Các bạn thấy ngon không? Cái này mà nấu canh chua ăn là bá cháy đó, bá cháy bù chét á. Bây giờ mình chuẩn bị nồi nước súp nè. Nồi nước súp thì trong đó mình bỏ thêm những cái gia vị, một viên gia vị nêm bột canh chua, rồi cái bột me mình sắc vài lát, ớt xanh mình bỏ vào. Phần này thì mới là chỉ cái phần bỏ một tí gia vị me thôi, chứ mình chưa có nêm nếm gì hết. Mình để lửa cho nó sôi, mình đợi nước sôi. Thì các bạn thấy không, bây giờ mình bỏ một tí ớt vô đó, cái ớt trái xanh đó. Nếu các bạn không thích thì các bạn có thể là dùng cái ớt đỏ cũng được, ớt đỏ nó cũng đẹp. Rồi sau đó thì mình cho cá vào, khi mà nước sôi mình cho cá vào. Cái cá này nấu nó cũng mau chín lắm, cho nên mình cho cá vào, mình đợi nó cỡ khoảng chừng từ 5 đến 7 phút. Mình nghĩ là từ 5 đến 7 phút khi mà nước nó bắt đầu nó chuẩn bị nó sôi sôi rồi đó, thì mình bắt đầu mình nêm nếm cái canh chua đây. Thì phần nêm nếm là có đường nè, có nước mắm, với lại cái rau này là cái rau ngò gai hoặc là ngò ôm á, để nêm canh chua. Rồi mình sắc vài cái đầu hành để mình bỏ vô nữa cho nó thơm, cho canh chua nó thơm. Có một số người thì người ta không có nêm đầu hành, nhưng mà mình tại vì ở nhà còn dư hành quá không biết làm gì thì bỏ vô cho nó thơm. Rồi mình không có ớt đỏ cho nên mình dùng cái ớt bột. Cái này cũng không phải là ớt bột mà cái ớt nó nát nát á, nó giả là nát nát nhưng mà nó khô. Mình rắc khoảng chừng nửa muỗng ớt vào. Nếu mà ai muốn ăn cay thì cứ cho thêm nhiều ớt vô. Thì cái phần canh chua nêm nếm á, là do cái nhà mình ăn cái gia vị như thế nào thì mình nêm nếm cho nó vừa ăn thôi.
Nhà mình không thích ăn ngọt lắm cho nên mình nêm không có nhiều đường, khoảng 2 muỗng, mình nghĩ là chắc cỡ 3 muỗng cà phê đường. Nhưng mà cứ tùy thôi, mà mình ăn mà mình nếm mà mình thấy nó vừa miệng với mình là ok. Nhưng mà canh chua mà không có đường thì không có được, không có giống là canh chua. Rồi sau đó mình cứ cho cái những cái gia vị, những cái rau vào. Đầu tiên thì mình cho cái bạc hà với lại đậu bắp. Rồi sau đó mình đợi cho nó khoảng chừng 3 phút thì mình lại cho vào giá với lại cà chua. Rồi cho đầu hành vào, mình nêm nếm rau. Thế là xong rồi, canh chua rồi các bạn. Các bạn thấy có dễ nấu không? Rất là dễ, phải không? Tại vì lâu quá mình không có ăn canh chua cho nên cũng thèm, cho nên hôm nay mình nấu canh chua. Sẵn có cá ba sa, mua được một con cá ba sa ngon quá, cho nên mình nấu một nồi canh chua. Canh chua này có thể ăn với bún hoặc là mình có thể ăn với cơm, đều ngon hết. Chúc các bạn nấu cũng thành công nồi canh chua nha. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị múc canh chua ra để chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay. Chúc các bạn cũng có một buổi cơm chiều thật là ngon bên gia đình. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những lần nấu những cái món ăn sau nha. Chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.